Hello anh em, mình là Việt Anh. Hôm nay bên mình mới về mẫu xe SUV hạng sang của nhà Lexus, chiếc Lexus LX 570 model 208. Em cùng mình tìm hiểu xem mẫu xe này có những điểm gì đáng chú ý ngay bây giờ nhá. Ok, và điểm qua phần ngoại thất, em có thể thấy một màu xanh bộ đội cực kỳ hâm hố. Đây, hoài cổ của đèn bi xenon, đa đèn LED ban ngày rất đẹp nhá. Có cả đèn gầm này, rửa kính áp lực cao này. Logo đặc trưng của Lexus và biển quê hương Bắc Ninh 36789 rất là nét luôn. Em cùng mình xem qua tổng quan đi và rồi mới đến nội thất. Tổng quan qua đây anh em thấy này, bộ lốp màu chì rất là đẹp, 20 inch nhá, đa chấu. Trên đây sẽ có lên 360. Xe này thì đã lên hơn 1 tỷ tiền đồ chơi anh em ạ. Tổng quan rất là đẹp, bậc cố định này, nội thất rất là sáng luôn, 4 ghế VIP. Em cùng mình vào nội thất đi. Ok, ở bước ngoại thất phải nói là 208, nhưng mà với hơn 1 tỷ tiền đồ thì mang lại cho anh em rất nhiều những thứ ở đây. Ta có mọi thứ tiện nghi của hiện đại luôn. Vô lăng bọc da ốp gỗ, chỉnh điện này, đèn đổ start stop này, ốp gỗ hoàn toàn này, hộp lạnh nhá, màn hình cảm ứng cỡ lớn này, đồng hồ thể thao của Lexus, các chi tiết đèn LED rất là đẹp. Nâng hạ gầm sửa xế ghế làm mát ghế. À, phải nói đến ghế, ghế chúng ta sẽ có là màu da nâu đỏ Hermès, cực kỳ sang luôn. Ghế thì là 4 ghế VIP và full size. Full size ở đây là cái cỡ ghế lớn nhất của nhà Lexus. Trong đây chúng ta cũng có vị trí nhớ ghế này, sửa xế ghế làm mát ghế và massage luôn, không thiếu một cái gì hết. Cửa sổ trời rộng này, còn lên thêm cả anh em tí nữa mình sẽ cho anh em xem trời sao là như thế nào. Ok, nên là bây giờ chúng ta sẽ đến hàng ghế sau nhá. Ghế sau phải nói là cực kỳ đẹp anh em ạ. Bước về khoang ghế sau, trên cả VIP anh em ạ, quá tuyệt vời luôn. 208 nhưng mà anh em nhìn cái những đường keo chỉ này, rất là mới ra, căng bóng luôn. Ở đây phần yên ngựa có chút đặc biệt. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ có màn điều chỉnh ghế này, massage chỉnh vị trí, đèn trần sau, có cả điều chỉnh điều hòa luôn. Điều hòa thì là hai vùng, đây ở cột này nữa, hai vị trí nắm nhá. Trên đây chúng ta sẽ có là rèm che nắng vật lý này, loa thì vẫn là loa Max Levision rồi. Quá nhiều công năng ở đây, hốc để đồ này, hai vị trí để cốc, đây lại hai vị trí để cốc tiếp, quá nhiều hốc để đồ cho chúng ta, hốc để đồ nữa. Phần yên ngựa này chúng ta cho mang đến phải nói là không bao giờ mỏi, nó ngồi thoải mái hơn rất nhiều. Coi video các bạn không thấy được, nhưng anh em có thực sự quan tâm thì có thể qua đây trải nghiệm cùng với mình. Còn về tổng quan, mình đánh giá cá nhân thì mình khá là ưng, bởi vì 208 mà mang lại mọi thứ hiện đại, nói chung là rất là kết đấy. Thôi anh em cùng mình tìm hiểu qua phần đuôi xe xem có những cái gì nó khác biệt hơn nữa không nhá. Đến phần đuôi xe, đèn này sẽ là vẫn là đèn đặc trưng của Lexus rồi, rất là lớn luôn. Hai bên cốp thì là cốp hai ngăn, nhưng mà mình kết nhất ở phần đuôi xe, bởi vì sao? Kết cấu vuông vức này mà lại còn kết hợp với cả cái màu xanh bộ đội như này, cực kỳ khỏe luôn anh em ạ. Còn mình nói về giá nhá, giá hiện tại em này đang chào bán ở Âu Gia Huy rất là rẻ thôi. Em đoán thử xem, chỉ chưa đến 1.3 tỷ, em đã sở hữu một chiếc Lexus LX 570. Còn về giá ấy, vì sao nó rẻ? Tại vì đây là model 208, hơn 1 tỷ tiền đồ mà theo năm tháng thì chắc chắn là sẽ rẻ hơn rất là nhiều rồi. Em quan tâm có thể qua ngay địa chỉ Âu Gia Huy, số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.